Hỏi: khi chúng con rơi vào cảnh ngộ trái ngang, nên nhân nhượng, cầu toàn hay hăng hái chống trả? Phật dạy: buông xuống. Hỏi: chúng con làm thế nào xác định mục tiêu của mình? Phật dạy: nếu con biết đi đâu, cả thế giới sẽ nhường đường cho con. Hỏi: cuộc sống mệt mỏi, làm sao để nhẹ nhàng hơn? Phật dạy: cuộc sống mệt mỏi là do sinh tồn, một nửa là do dục vọng và tị nạnh. Hỏi: lý giải vĩnh viễn như thế nào? Phật dạy: người người đều cảm thấy vĩnh viễn rất xa. Thật ra nó có thể ngắn ngủi đến nỗi con người không thể nhìn thấy. Hỏi: những thứ mất đi có nhất thiết truy đòi không? Phật dạy: những thứ mất đi kỳ thực chưa bao giờ thật sự thuộc về con, không cần thương tiếc, càng không cần truy đòi. Hỏi: đối với bản thân, đối với người khác như thế nào? Phật dạy: đối với bản thân tốt một chút, vì cuộc đời không dài. Đối với người bên cạnh tốt một chút, bởi kiếp sau chưa chắc gặp gỡ.